thì bé uống sữa bình thường, nhưng đến khi mà bé tập ăn á, ăn bột ngọt á thì bé ăn, mà bột mặn á thì bé ói, và đến khi ăn cháo thịt bằm á thì bé lại ói, mà cháo trắng á thì lại bé ăn. Như vậy là bảo rằng bé ăn chay đó hả? Hả? Như vậy bảo rằng bé ăn chay đó. Trời đất thanh thật. Hôm qua thấy nó cầm cái ve kem nó múc đến cái cây mà nó thật sự cái cây tăm kem đó còn trắng chát ra mà nó thật sự bây giờ con mẹ nói là coi như là cái này cái kia cái nọ thánh thần thiên địa. Cái này nó phụ thuộc vào thể trạng từng mỗi bé, cái này là giải thích bằng khoa học chứ không thể giải thích bằng tâm linh. À, cái này giải thích bằng khoa học là do cái thể trạng của nó không có phụ thuộc theo cái chất này cái vị kia. À, cho nên ăn vô nó không tiếp nhận được thì nó nôn nó ói ra là bình thường. Đó. Nó nôn nó ói và thậm chí rằng có đứa nó sẽ dùng cái đường đại tiện để mà nó đi thải ra. Đó. Khi cơ thể không phù hợp đó, là nó chỉ có hai đường thải chính đó. Một là đường miệng còn hai là đường đại tiện. Đó. Bà con thấy rồi, anh mà ăn trúng cái thực phẩm mà nó không sạch, thực phẩm ôi thiêu đó quý vị, khi mà bị gọi là ngộ độc thực phẩm đó thì hai đường nó thải ra là hai đường chính. Và bé Tường Lam cũng là một trong những hiện tượng mà cơ thể nó không tương thích với là cái chất đó. À, vậy đó quý bà con. Vậy mà có những kẻ bây giờ tôi nói quý vị mà xách cái bị đi theo mà bé Tường Lam để mà mong rằng rờ Tường Lam một cái để được trường sinh bất tử. Bó tay bó chân không quý vị. Tôi nói tu tinh tấn. À, tu tinh tấn mà gặp mấy cái vị đây nó thật sự thâu rớt rớt như sung. À, rớt như sung. À, nhất là mấy cái vị bây giờ nó thật sự ở trong núi trong hang rồi bây giờ mới xuất hiện ra đó. Ở trong núi trong hang bây giờ ra bắt đầu là hốt cho một câu. À, bảo rằng bây giờ cái như là bé Tường Lam là một trong những vị mà cái như là xuống đây để mà phổ độ chúng sanh. Trời đất thánh thần. Tôi nói công an ở đâu trong khu vực đấy mà không tới hỏi xem phổ độ được bao nhiêu năm, là phổ độ được ai, có phổ độ giống con ven hay không. À, chứ tôi thấy rằng nó thật sự, tôi thấy theo thấy rằng cái như là có những kẻ bây giờ nó thật sự với bà con là cái như là dạng u mê, là chấp nhận u mê truyền kỳ đó. À, u mê truyền kỳ. À, tu mà chơi kiểu tu dùm ai chơi, có nghĩa là mấy ông nội ông điện qua tôi tư tưởng ổng á thì để Tường Lam nó lên nó phổ độ cho ổng. Tại sao tôi nói rồi, Tường Lam nó nhục chí rồi nó không lên phổ độ nữa là sao? À, nó khổ vậy quý bà con. Đấy. Mà nếu Tường Lam nó phổ độ được thì vấn đề là cái cha mẹ nó phải phổ độ trước. Đấy. Cha mẹ không biết ăn chay, à, cha mẹ không biết ăn chay mà lại đẻ ra được Bồ Tát. À, cái này nó lão đạo này. Riêng cái này nó lão đạo này. Con mà đi dạy lại mẹ chưa chưa kiểm chứng, chưa kiểm chứng là con của mình nói đúng hay sai, mà người mẹ lên nói một câu là bé Tường Lam nó phải dạy tôi lại, nó phải dạy lại tôi mới chịu. À, phải dạy lại nha quý bà con. Ủa sao kỳ vậy, nó đã lên nó khai hết trơn rồi. Nó khai là tối con ngủ là con hay nghe kinh, con nghe hay mà nghe bài chú này bài chú nọ. À, người mẹ cũng đớ người đó luôn. Bà con là xem cái clip mà gọi cái trong cái kênh của Pháp Thoại Khai Tâm đó. Là khi bé Tường Lam nói cái người mẹ đơ người luôn, mà bây giờ nó thật sự nó lộ đó. Rồi hôm qua mẹ đi cái như đi chùa ở đâu Lâm Đồng Đà Lạt, mẹ bảo rằng bé Tường Lam rồi đi. Ủa bé Tường Lam nó cái biết cái chùa đấy tên chi rồi đi hả? Bé Tường Lam nó có biết tên chùa đấy đâu mà rồi đi, đúng không? Có nghĩa là bé Tường Lam không biết là cái chùa đấy ở đâu luôn mà sao là bé Tường Lam rồi đi, ở hết chuyện vậy đó. Người ta vô comment hỏi ủa tại sao hôm nay đi học mà không cho bé đi học mà cái như lại cho bé đi 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 đi, đi chơi đi chùa. Mẹ bảo rằng bé Tường Lam đòi đi chứ gia đình đâu có muốn đi đâu. Mà bà con nên nhớ dịp đó là dịp lễ Tết Dương lịch. Dịp lễ Tết Dương lịch thì tranh thủ đi chơi. À, chứ còn bé Tường Lam nào đòi đi kiểu đây. Bé Tường Lam nó đâu có biết Lâm Đồng là chỗ nào, đâu biết Đà Lạt chỗ nào, đâu có biết chùa đó chỗ nào, bản thân mình lớn mình dẫn nó đi chứ bé Tường Lam nào đòi đi. Mượn cớ giữ không quý vị, mượn cớ bé Tường Lam rồi đi mới chết chứ. Đó. Rồi khán giả vô coi comment trời ơi A Di Đà Phật hết trơn. Rồi tội một cái, tội cho mấy cái cô Phật tử mà ở trong cái chùa ở tại Đà Lạt đó. Khi mà thấy bé Tường Lam vô đó quý vị, trời ơi ai cũng chắp tay mà cung kính mà lạy nó. Tôi nói quý bà con thôi xin thưa một câu. À, con bé nó còn nhỏ, cái phước của nó thật sự nó chưa có gì đâu.
đừng để cho người ta mà lạy nó như vậy. Tôi nói quý bà con, nó gánh không nổi đâu. Đừng để cho người ta lạy nó như vậy, thật sự nó gánh không nổi, đúng không? Nó đâu có một cái công đức gì đâu mà để cho người ta phải lạy nó, mà trong khi cái tuổi của nó là cái tuổi cần cái sự hồn nhiên ngây thơ, cần ăn, cần học, cần có một môi trường sinh sống. Đấy. Mà bây giờ nghĩ sao mà để dẫn nó vô chùa, để cho những người đáng tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha, tuổi mẹ mà cúi đầu phải lạy con bé Tường Lam, thì bà con nhìn thấy cái cảnh đấy nó có phản cảm hay không? Bảo rằng bé Tường Lam là thích mặc đồ lam, mà tất cả những ngày vừa qua chúng ta thấy đi, bé Tường Lam nó cũng mặc đủ loại đồ chứ đâu phải là mỗi đồ lam không. Cái đồ lam chẳng qua là tôi thấy cái bộ đồ nó còn mới, có thể cái bộ đồ mới mua. Bộ đồ lam đó là một trong những bộ đồ mới mua để lên diễn thôi, để lên quay phim thôi. À, bộ đồ còn mới tinh, bà con nhìn bộ đồ biết, còn mới tinh luôn. Nhìn thấy còn cái lành mà cái lành ship trong cái đồ mà mấy đồ đó nó bán sẵn quá vậy, nó ra mua là người ta ship sẵn rồi. Dịch mà ủi không kỹ, nó còn cái đường lành, bà con nhìn thấy đường lành coi. Tôi xem thức phim, tôi xem rất kỹ, tôi dâm cái hình ra tôi thấy trời ơi, cái đường lành đó là đồ mới mua, tạo quá, đồ đâu mà. Đồ đâu ra mà bảo rằng bé Tường Lam thích mặc đồ lam. À, mà nó thật sự nó đi tung ta tung tăng, nó vẫn thích mặc đồ bộ như bao đứa trẻ khác, cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Mà vô trường nó cũng đâu phải mặc đồ lam đâu. À, vô trường nó cũng mặc như bao đứa trẻ khác mà. Có nghĩa là bé Tường Lam đây so với những đứa bé khác nó bình thường như nhau, không có gì khác thường. À, chỉ có khác thường ở đây cái á. Khác thường ở đây cái là bị những người lớn đưa nó lên cao quá, rồi sẽ có ngày nó sẽ rơi tự do. À, bà con thấy rồi cái gì? À, cái bong bóng mà nó thật sự bong bóng bay, mà nó bay đến cái mức mà gọi là cái như là vượt hạn, thì nó cũng nó phải xì, nó nổ, nó rơi xuống thâu. À, bé Tường Lam là cũng như vậy đó. À, cứ đôn cho cố đi, đôn cho cố, rồi có một ngày nó rơi vào cái như là vấn đề rơi tự do, có khả năng nó sẽ quay cái bệnh trầm cảm, là tôi nghĩ là có đó. À, cha mẹ phải nghĩ trước hậu quả này. À, bé Tường Lam như là một cái bông hoa mà nở sớm đó quý vị. Đây là nở ép nè. Cái này là nở ép, đây là chín ép nè. Tôi nói cái gì cũng vậy. À, một cái cây á, mình trồng cái một cái vùng đất thổ nhưỡng tốt. À, thứ hai nữa là khí hậu tốt. Thứ ba nữa là chăm sóc tốt. À, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, đây là một trong những cái câu mà những ông bà mà làm năm là người ta cũng đã rút ra một cái kinh nghiệm, một câu châm ngôn đỡ cho đời. À, nó đầy đủ tất cả các yếu tố thì cây mới phát triển, rồi hoa mới đẹp, trái mới ngon, đúng không? Chứ còn ai đâu mà bây giờ nó chơi cái kiểu chiêu bài bé Tường Lam đấy, bây giờ đang dùng cái như giống như một cái cây đang dùng chất kích thích để bơm vô để cho nó nở hoa cho nhanh. À, khi hoa nở rồi phải dùng cái chất kích thích bơm vô cho nó cái đậu trái cho sớm. À, rồi cuối cùng trái nó chưa kịp chín, kích vô tiếp để cho cả như là trái nó chín. À, rồi ra ăn cái trái trật quất sẽ ngon lành tí nào trời. Ý xì. À, mà nhiều người tin quý bà con, nhiều người tin dở sợ luôn. Một con bé mà nói thật sự ra đó, à, bây giờ nó nói chi cũng tin, nó nói cái chi cũng cảm thấy là một cái chân lý. Thế tôi hỏi bây giờ mấy ông thầy chùa đấy, bây giờ cái như là thâu thua rồi, đúng không? Nếu mà nghe lời bé Tường Lam thì đại đa số là nghe như là chùa người ta bỏ hết rồi quý vị, làm gì ai mà tới chùa nữa, vì có bé Tường Lam rồi, cứ chờ bé Tường Lam nó lớn lên là phổ độ chúng sanh thôi, đâu cần tới chùa tu tập, đúng không? Và đâu cần cái tự rèn luyện bản thân, đâu cần cái như là để mà cái cho cái gọi là cái tính của mình, cái gọi là cái phần cốt của người á, nó trỗi dậy. Có bé Tường Lam rồi sau này nó sẽ phổ độ chúng sanh mà. Bây giờ mình có làm ác chăng nữa sau này Tường Lam vẫn phổ độ hết mà, đúng không? Đó, trời đất thánh thần, bây giờ có nhiều người nghĩ vậy đó. Có vị kia điện qua tôi hỏi ồ à, lang thang Sài Gòn ơi, ủa tại sao mà em lên em nói chi mà cái như là nó phạm đến bé Tường Lam dữ, nó phạm cái gì? Nó trời ơi, bé Tường Lam là vị Bồ Tát tái thế mà em nói vậy mà em không sợ phạm hả? Trời thánh thần thiên địa ơi, tôi biết bây giờ con bé Tường Lam nó cũng như chúng ta, cũng cơm ăn áo mặc thâu chứ, mà chẳng qua cái bây giờ nó thật sự nó nhỏ hơn mình không nói, mà mình nói những người lớn, những người đứng sâu để đạo diễn đó, chắc có chi đâu mà phạm.
Trời ơi, bé từng làm sau này nó đi phố đổ cái như là cá đất nước Việt Nam, nó đi phố đổ cái như là còn qua tới Lào, Malaysia, cái như là Campuchia nữa. Khi nào tới đó thì tính đây. Bây giờ nó lo phố đổ bản thân ở trước để cho nó nên người. Thấy không? Bây giờ cái nhiệm vụ của Tường Lam đó là phổ độ bản thân ở trước để cho nó nên người đi, rồi sau này tính. À, đừng có nói thật sự cầm đèn chạy trước ô tô, những cái tà kiến quan điểm tôi là nó rất rõ ràng. Trời đất thanh thần vô chữ tôi như thật sự như con không đế quý vị. À, mà tôi đâu có làm chi mà nên tậu chữ dữ vậy. Cái chữ cũng phải ngó chữ, mà thằng nào chữ thằng lang thang Sài Gòn nó lên nó chữ lại đó. À, cái miệng lang thang Sài Gòn cũng hỗn dữ lắm nha. Chữ cho đúng chứ còn chữ bậy là lên là nó hốt luôn đó. À, chứ không chừa đâu ông nậu. Bây giờ một con bé Tường Lam mà con thấy cái dự án 1.000 ký gạo là thấy chất quốc rồi. À, nếu mà dự án 1.000 ký gạo thành công thì cái này nó thật sự nó sai so cái luật của nhà Phật, đúng không? Đây là kiểu gì, đi hối lộ, dùng 1.000 ký gạo để đi hối lộ để mà mua thêm tuổi thọ, để xin thêm tuổi thọ, đây là cái dấu hiệu hối lộ. À, nếu mà nó nói dùng gạo để đi phát cho bà con tùy tâm, ai có chi là cái như là dùng nấy, tùy tâm không có đưa ra một chỉ số thì cái phước báo nó sẽ tăng. Thì cái điều đây nó thật sự trong nhà Phật là cũng có, nhưng mà trong nhà Phật không có cái ấn định là anh phải đi dùng cái vật chi khối lượng bao nhiêu rồi anh ra anh làm cái gì để anh được có phước cái đất, không có. Tôi dám hứa với bà con trong nhà Phật không có cái đó. Trong nhà Phật không có cái chuyện mà trả giá. Không có kiểu mà tôi mua 1.000 ký gạo vô tôi phát cho người kia thì bù lại bây giờ tôi được bao nhiêu tuổi thọ. Không có trả giá cho đấy. Nó sai rõ ràng rồi chứ quý vị. Nó sai rồi sai một cách rồi trắng trợn chứ đâu có trúng gì đâu. Ai đâu mà nói thật sự. Và cũng tư tưởng đó, tôi thấy cũng nhiều tư tưởng đó. Có người mà tới chùa đó, có người tới chùa rồi cái như là lén bắt đầu cái rút phong bì trong túi ra nè, nhét vô trong cái dưới chân Phật, nhét vô dưới chân Phật, rồi cái như trong cái thùng công đức, tại sao không bỏ vô mà lại nhét vô dưới chân ông Phật á, rồi cầm cái ve nhang rồi đứng rồi khấn nguyện. Tôi gặp mấy lần, ngày trước là tôi hay đi chùa lắm, tôi gặp mấy lần bắt đầu chờ cúng xong tôi vỗ vai, ủa sao mà thấy anh cúng mà anh nhét gì phong bì dưới chân ông Phật chi vậy? Nó trời ơi, cái như là phải nhét như vậy cho thằng Phật ông thấy chứ còn bỏ vô đây là biết của ai. Nó trời ơi, thế anh ghi tên vô chứ. Giống bữa sau á, mình cũng khiếu cụ nha. Bữa sau á, anh sợ mà ông không nhận ra anh ghi tên vô, ghi địa chỉ vô, ghi số điện thoại vô, có gì đó thằng Phật liên lạc. Bắt đầu anh nghĩ sao anh quên. Anh tới anh rút lại anh bỏ trong thùng phước xưa. Tôi nói ông bỏ ở đây là ông đang tiếp tay cho tội phạm. Ông bỏ dưới là cái bàn chân của ông Phật, mà cái như là cái phong bì đây là ông đang tiếp tay tội phạm. Rồi mấy thằng mà nó thật sự nó vô sâu, nó thấy phong bì tiền nhiều quá rồi nó rút bỏ túi liền, đúng không? Sao không phước xưa không bỏ? Nó trời ơi, bỏ đây rồi ông Phật không biết là của ai đâu, lộn hết, nhiều người bỏ quá. Nó trời, bữa sau anh muốn như vậy để cho thằng Phật biết tên anh thì anh phải ghi tên vô, địa chỉ đầu số điện thoại ghi hẳn vô luôn. Đó, rồi nhiều lúc là tối linh đi, rồi cái nhiều lúc anh nhận cuộc gọi từ cõi trên, anh nghĩ quê sao, anh nghĩ cũng có lý, quê bắt đầu lấy nhét vô lại trong cái thùng công đức. Rồi qua năm sau gặp anh hỏi sao năm nay làm ăn có khá hơn năm trước không, nó không, cũng như vậy, nó dạy thâu cho ông tới chùa ông cầu chi, ông tới chùa để tâm thanh tịnh rồi ông còn nghĩ. Ông tới chùa mà cái tâm ông nó thanh tịnh rồi ông mới nghĩ đến cái con đường mà làm ăn, rồi nó mới có những cái gọi là nó mới phát triển về cái kinh tế. Chứ còn ông tới chùa mà ông cứ cầu tài cầu lộc thì muôn đời của ông cầu không ra, đúng không? Ông tới chùa cầu tài cầu lộc là tôi nói ông cầu cả mạt kiếp cũng không bao giờ mà có tài có lộc cho ông đâu. Tôi nói tới chùa mà cầu tài cầu lộc thì nhiều người họ cầu lắm quý vị, nhiều người họ cũng nằm chơi đó rồi họ tới chùa họ cầu rồi về nhà nằm tiếp để chờ đợi cái kết quả xảy ra, rồi cuối cùng có một kết quả thực tế là gì, đói cả nhà luôn, đói trắng luôn. Đó. Tới chùa để tâm thanh tịnh, mà khi cái tâm mình nó thanh tịnh đó, là mình mới nghĩ ra được những cái mà cái đường lối làm ăn nó chân chính, hướng thiện đàng hoàng tử tế, không có nghĩ một cái gọi là chập giật,
trong cái cách làm ăn không có cái kiểu mà chụp giật, cho nên cái mình làm ăn đó là cái uy tín càng ngày càng lớn, do cái tâm của mình nó tịnh, cái công việc của mình làm thế nào là làm tới đâu nó chắc tới đó, uy tín tới đó là người ta tín nhiệm thôi. Lúc đó giả sử mình sản xuất một mặt hàng đó rồi khách hàng thấy ông này làm được này, rồi cái như là tiếng lành đồn xa, thế là đơn hàng nhiều 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 dân lớn, ông nậu tới chùa mà cái cầu là phước đức xong về nhà nằm chơi không, giờ nằm chơi nhà nằm chơi không rồi chờ cái như là gì, chờ thần Phật hiển linh, giống y xì như con bé từng làm, nói chuyện được thần tài mà sao không cầu tài đi con, bản thân con cũng không biết thần tài là chi luôn, bản thân con cũng không biết thổ địa là chi, nhưng mà con dám tự tin con bảo rằng con cầu cái như là con nói chuyện được với thần tài thổ địa là thua rồi, bó tay rồi. Đó, nên như vậy đó, rồi cái cũng đi Di Đồng á, bé cũng đi Di Đồng mấy tháng trời luôn, bác sĩ nó cũng không bình thường à, nhưng mà bé không có ăn được đồ mặn, chỉ cần nghe mùi thịt cá là bé tanh, bé ói phải đi bệnh viện, đi liên tục mấy tháng gì đó, rồi về ba mẹ cũng buồn khổ lắm, sao mà con mình thì lại kỳ như vậy đó, rồi không có sức này kia. Người con á, người con là chiến dịch là 1000 ký gạo để mà đối lại tuổi thọ, còn người mẹ là chiến dịch chi, ăn cơm với chuối. Ăn cơm với chuối, tôi nói quý bà con, nếu mà ăn cơm với chuối mà đạt được đích quả đó, đích quả bồ đề đó, là tôi nói ở quê tôi là nhiều lắm, ở quê tôi nhiều lắm. Ngày xưa đó quý vị, ngày xưa là nó thật sự cái thời kỳ nó khó khăn, bắt đầu là cũng nhiều bà con ăn cơm với chuối lắm, cái chuối là một trong những cái món ăn nó dễ nhất, chuối dầm muối, chuối dầm nước mắm, chuối dầm nước tương, miễn sao có cái mà đỡ ăn cơm là ok rồi. Mà ở quê tôi là cái thời kỳ trước đó, kinh tế khó khăn là nhiều người họ ăn cơm với chuối lắm, cái chi không có cho riêng chuối là tôi nói với bà con là vô tư, chuối người ta trồng cánh rẫy rẫy, trồng cánh rừng luôn, không ai mua, chuối cỡ như là chuối cỡ như là sấy khô nè, mà thời kỳ đó không có sấy, phơi, chuối mà chín rồi đấy bán không ai mua đúng không, rồi xách lát xách rác ra cái như là phơi, chuối phơi khô nè, rồi chuối tươi nè, chuối ngâm rượu nè, rồi cái còn cái rượu chuối nữa là tôi nói với con riêng chuối là chế biến rất nhiều món, rồi ăn cơm với chuối nè, chè chuối nè, rồi cháo chuối nè, rồi chuối kể như là chuối mà chuối già đấy quá vậy, rồi đem luộc lên, rồi luộc cái vỏ ra rồi bỏ vô cối xay nhuyễn đi, rồi bỏ đậu phộng vô. Rồi cũng trở thành một món ăn đấy, là bánh chuối nè, tôi nói với bà con trời, riêng mà chuối đó, ăn mà ăn cơm với chuối mà đỡ phước đức là ở quê tôi hình như bây giờ nó thật sự ai cũng là phước ngập đầu luôn, đúng không? Theo lời của người mẹ bé từng làm là bây giờ cái chiến dịch là ăn cơm với chuối, trời đất thánh thần ở quê tôi chuối nhiều lắm, mà loạn chọn tôi nói đây là một trong những cái cao trào. Rồi sắp tới tôi nói là chuối bán chạy lắm quý vị, sắp tới là chuối bán chạy, cứ là cái hiệu ứng từng làm đó. Chuối bán chạy, chuối bây giờ nó thật sự loạn chọn ra chợ, bây giờ chuối là một trong những cái mặt hàng là cực kỳ bán nhanh ha. Người mẹ con vô chùa, vô ngoài với ông trụ trì vô chùa Quan Pháp đó, nói một câu vậy, chiến dịch là cái như là ăn cơm với chuối nè, bắt đầu là cái như là lên đó là hốt đó, trời đất thanh thần, bó tay. Cả đời các ông các bà nào đấy mà không xem một cái, nó thật sự không xem một bài giảng của một cái như là một vị giảng sư, hay là chưa bao giờ mà nghe được một bài kinh, chưa bao giờ nghe một bài thuyết pháp nào đó, mà bây giờ nghe bé Tường Lam nói là cảm thấy là cái như là phấn khởi, cảm thấy là một trong những cái mà cái là nó cao siêu. Có nhiều người điện qua tôi, trời ơi bé Tường Lam nó nói một câu mà nói thật sự tôi tỉnh hẳn, tôi tưởng tỉnh là tỉnh cái sự u mê, mình cũng là cảm thấy phấn khởi. Họ điện qua lang thang Sài Gòn ấy, nói dạ nghe nè, trời ơi bé Tường Lam nói một câu mà cái như anh phấn khởi hẳn em. Mình tưởng là anh này anh sống từ trước giờ đó, là anh cũng có những cái mà bây giờ thiên về cái mê tín dị đoan, khi bé Tường Lam nói một câu anh nghiệm lại là anh thoát được mê tín dị đoan. Nghe nói là anh tỉnh hẳn, mình cũng là cảm thấy phấn khởi. Vậy anh tỉnh thì sao? Trời ơi, từ lúc bé Tường Lam anh nói là anh cũng ăn chay được rồi em, chứ từ trước giờ cái như anh đâu có ăn chay đâu. Mình nói là bé Tường Lam ăn cơm ăn chay với chuối, anh ăn cơm anh ăn chay bằng cái chay nó không, anh chơi toàn nước tương không, anh chuối anh không có. Trời đất thánh thần ơi,
nhờ bé Tường Lam mà nước tương bán lại chạy nữa. Đó. Bó tay không quý vị, nghe mà nó thật sự, nghe mà nó quặn thắt lòng.